bị tố đút lót để độ học viện, hậu lùng xùm kết hôn, sinh con. Mạng xã hội xứ chung xôn xao trước một bê bối mới của Trương Chiết Hạn. Hết vướng scandal bí mật đính hôn với bạn gái nhưng không chịu thừa nhận. Nam diễn viên Sơn Hà Lệnh lại lao đao vì netizen đào bới lại bài phỏng vấn cách đây 3 năm. Điều đáng chú ý, Trương Chiết Hạn bị nghi ngờ đi cửa sau để độ học viện thí kịch Thượng Hải, lo đào tạo minh tinh hàng đầu Trung Quốc. Theo clip ghi hình bài phỏng vấn phi thường tỉnh cử ly, nam diễn viên cho biết cả gia đình từng phản đối anh tham gia nghệ thuật. Tuy nhiên để chiều lòng con cái, mẹ anh đã bán cả nhà để giúp con tiến thân vào con đường sâu bít. Trường Chiết Hạn thừa nhận rằng điểm thi môn nghệ thuật của anh khá kém. Mẹ anh bài nghị ra kế đưa anh đến buổi hẹn gặp riêng với giám khảo, thi trường học viện hí kịch thượng hải. Sau khi chứng kiến màn trình diễn thử của Trường Chiết Hạn giáo viên này đã thẳng thừng nói, hết cách vì kỹ năng biểu diễn của Mỹ Nam này quá kém. Tuy nhiên, vào trước khi diễn ra kỳ thi một ngày, vị giám khảo này đã đích thân gọi điện cho mẹ của trường chết hạn và bảo rằng anh không học hành gì vẫn được nhận vào trường học viện hí Kịch Thượng Hải. Nghe được câu nói này, hai mẹ con diễn viên Chu Tử Thư vui mừng, thở phao nhẹ nhõm. Đang chú ý, theo thành tích thi đại học năm đó, trường chết hạn đứng thứ tư khoa nhạc kịch của lò đào tạo minh tinh nổi tiếng này. Giờ đây khi sự việc bị phanh phui, Sinet tỏ ra vô cùng tức giận, làn sóng chỉ trích trương chết hạn dấy lên khắp mọi nơi, thậm chí không ít bình luận yêu cầu lãnh đạo nhà trường học viện hí kịch Thượng Hải phải vào cuộc điều tra lại kết quả thi đại học năm xưa của nam diễn viên. Vì bê bối này mà truyền thông đang đèo tên Đồng Trác, nam diễn viên từng lên livestream lỡ lời chia sẻ việc gian lẫn thi cử, tỉnh Khai Man để độ học viện hí kịch Trung ương. Sau đó, ngôi trường này đã ra quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đại học của Mỹ Nam này kết quả thi đại học cũng đã bị hủy. Hiện tại, trường Chiết hạn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về vụ việc. Lại một lần nữa, nam diễn viên đứng trước làn sóng giận dữ và phản đối của netizen vì loạt bê bối đời tư gây xôn xao dư luận. Không chỉ lùng xùm về học vị mà trước đó, cộng đồng mạng đã có một phen hoang mang khi nam diễn viên Sơn Hà Lệnh có cử chỉ thân mật bên một cô hot girl tên Vương Bội Văn. Netizen đã phân tích rất nhiều bằng chứng cho thấy Trương Chết Hạn và Vương Bội Văn hẹn hò với nhau từ cách đây 4 năm. Cả hai cũng đi du lịch, tụ tập với nhóm bạn, thường xuyên ngồi kế bên thân thiết. Thậm chí có người tung tin Trương Chết Hạn đã kết hôn và có con, khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang. Đại diện pháp lý của Trương Chết Hạn, công ty luật Trinh Đu, Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Theo đó, phía Trương Chết Hạn phủ nhận mọi tin đồn kết hôn và sinh con của nam diễn viên. Bên cạnh đó, tuyên bố nêu rõ rằng những tin đồn nêu trên là đều thất thiệt, sai sự thật, dẫn đến những nhận xét xúc phạm và phỉ báng Trương Chiết Hạn trên mạng xã hội. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Trương Chiết Hạn, hạ thấp đánh giá xã hội và vi phạm quyền nhân tiếng của nam diễn viên. Do đó, phía Trương Chiết Hạn yêu cầu những người dùng mạng xã hội có liên quan xóa ngay lập tức các tuyên bố sai lệch, bị nghi ngờ vi phạm quyền hợp pháp của Trương Chiết Hạn. Người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đang chú ý, trong thông báo chỉ đích danh, một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin trường chết hạn kết hôn, đã kết hôn và sinh con, trà xanh lừa đạo phan, cùng hành động xúc phạm, đốt tiền giấy cho trường chết hạn đều là những hành động đáng lên án. Tuy nhiên, thông báo lại không hề nhắc đến chuyện trường chết hạn bị đồn có bạn gái. Nói cách khác, nam diễn viên không phủ nhận chuyện đã có người yêu suốt thời gian qua. Phía trương chết hạn khéo léo phủ nhận chuyện kết hôn sinh con nhưng không đã động đến người yêu khiến nhiều netizen tin rằng nam diễn viên đã thực sự có bạn gái nhưng chưa muốn công khai trước công chúng mà thôi. Nhưng dẫu sao, phan cũng rất ủng hộ chuyện trương chết hạn kiện những anti fan quá khích, tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh dự với nhân phẩm của nam diễn viên trên mạng xã hội. Nhiều lúc trương chết hạn và vương bội phan không chịu lên tiếng, những người bạn thân xung quanh cố gắng nói đỡ, khẳng định trương chết hạn còn độc thân thì ở một diễn biến khác, netizen sử trung phát hiện ra cung tuấn, người anh em tri kỷ, tâm giao với trường triết hạn trong sơn hà lệnh xuất hiện tại sân bay, diện một món đồ đặc biệt. Rất nhiều người nhận ra trang Mỹ Nam sinh năm 1992 này đội chiếc mũ màu xanh lá. Điều đang nói, đội mũ xanh là từ tiếng lòng ám chỉ việc mình bị cắm sừng. Vì chi tiết này mà netizen đều cho rằng, cung tuấn bị phản bội một cách bất ngờ và phủ phàng. Trên mạng xã hội, các fan đùa vui, vậy là Trương Triết Hạn bỏ Cung Tuấn đi rồi. Cảm giác bị phản bội chắc đau buồn lắm đây. Người ta bỏ anh đi mất rồi, về với em thôi. Bên cạnh đó, cũng đã có fan chỉ ra rằng, đây cũng là chiếc mũ yêu thích của Mỹ Nam họ cung. Anh chàng từng đội nhiều lần trước đó. Chính vì vậy, bức ảnh này chỉ là vô tình trùng khớp với scandal tình ái của Trương Triết Hạn.